hỏng pin và chạy pin là một trong những vấn đề mà tất cả những người sử dụng đều sẽ phải đối mặt khi sử dụng những chiếc máy robot bụi, đặc biệt là dòng robot bụi giá rẻ, hay nói chính xác hơn là trên những cái dòng máy giá rẻ của Xiaomi, ví dụ như là Mi Cha hay là Xiaoqua. Chắc chắn với các bạn rằng là chỉ sau khoảng 1.5 năm đến 2 năm, kiểu gì pin cũng sẽ hỏng trên những dòng máy này. Thì trên tay mình đang là cái máy Mope của Xiaomi, dòng Mi Cha. Thì tại sao những cái dòng giá rẻ nó lại hay bị hỏng thì mình sẽ phân tích luôn cho các bạn ở đây nhé. Đầu tiên mình sẽ tháo pin ra trước đã. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay pin để nó tốt hơn và nó sẽ không bị hỏng nữa, với chi phí nó cũng là thấp nhất. Thì đây là cái vị trí đặt viên pin của con Mi Cha Gen 2 bản nội địa, hay là đây là bản quốc tế thì gọi là Mope. Đây, viên pin của nó đây. Mình sẽ tháo cái connector ở trong này ra. Các bạn sẽ bấm thật chặt và kéo thẳng ra, vì cái này nếu mà mình giật thẳng ra nó bị gãy. Cái hoàn thiện ở cái chân jack này rất là kém nên là các bạn phải cẩn thận khi rút ra. Thì đây nhé, đây là cái viên pin theo máy của dòng Mope. Còn trên những cái dòng khác như là Dreamy D9, D10, Z10 thì nó cũng như này thôi, nó cũng chỉ có khác về dung lượng và màu sắc thôi. Còn cái công nghệ và thiết kế pin nó giống nhau. Thì đây là pin của dòng Roborock này, dòng Roborock của Xiaomi. Thì cái pin của Xiaomi trên cái dòng Roborock, theo kinh nghiệm và nhận xét thực tế của mình thì nó ít hỏng hơn. Đây là một cái quả pin hỏng. Nhưng mà tại sao nó lại ít hỏng? Thì bởi vì là riêng cái dòng pin ở trên những cái dòng máy cao cấp ấy, nó sẽ có những cái công nghệ rất đặc biệt trên viên pin. Ví dụ như là các cái công nghệ như là bảo vệ mạch, bảo vệ quá áp, bảo vệ nóng, bảo vệ cháy nổ. Và đặc biệt là có cái công nghệ là kéo dài tuổi thọ cho pin, ví dụ như là xả pin. Thì khi bạn tháo cái máy này, bạn sẽ thấy nó có một cái, tháo cái quả pin này ra đây, các bạn sẽ thấy nó có một cái bo mạch bảo vệ, bo mạch riêng để bảo vệ cho quả pin này đó. Còn trên những cái dòng pin giá rẻ kiểu như thế này nó không có. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cái quả pin trên con Mope ra cho các bạn thấy là tại sao nó lại hay bị hỏng. Bạn sẽ cần một cái cậy ra lại. Thì trông thì cứ tưởng là pin đóng hộp xịn sò, nhưng thực ra nõi bên trong thì nó vẫn là một cái quả pin thường thôi. Tất nhiên là nó cũng có bo mạch, nhưng các cái tính năng bảo vệ chân sâu và kéo dài tuổi thọ nó gần như là không có. Nó chỉ là cái mạch mà để chuyển đổi và ổn định điện áp thôi. Thì ở đây nó sẽ có 3 cực, cực âm, cực dương và một cái cực bảo vệ. Thì cái cực bảo vệ này nó sẽ được xử lý ở trên bo mạch của con robot. Đấy cũng là lý do tại sao cái quả pin thì nó hay bị hỏng. Thì nếu như các bạn tìm mua những quả pin này, nó rất là hiếm và khó thể có thể tìm được quả pin chính hãng mà nó đắt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thay pin, cũng như là cái cách mà dùng một cái viên pin nào để thay thế mà nó vẫn đảm bảo tốt mà nó lại chất lượng. Thì nói qua một chút là cái kích thước của pin này, các bạn sẽ không thể gắn những cái quả pin dung lượng cao hoặc là pin to vào được. Vì vậy bắt buộc các bạn phải sử dụng cái pin có kích thước tương đương như thế này. Thì ở trên thị trường sẽ có rất là nhiều loại. Nếu là thợ thì chỉ cần nhìn một cái sẽ biết luôn là pin lô hay là pin đóng lại và pin theo máy, tức là pin chính hãng. Thì đây mình đang có trên tay những cái quả pin này. Bạn vào trên Shopee bạn xem ấy, thì một quả pin kiểu như thế này nó chỉ có khoảng tầm 200-300 nghìn thôi. Chắc chắn 100% là pin lô, hoặc là những cái quả pin này nó khoảng tầm 500 nghìn này. Thì đây là cái quả pin này của pin đóng lại, là do những cái hãng sản xuất rất là nhỏ, nó tự nó làm thôi. Còn pin theo máy thì nó khác hoàn toàn nhé. Ở đây nó có rất là nhiều các cái tiêu chuẩn. Đây vẫn là cái pin, cái cấu tạo và cái kết cấu tương đương với quả pin của Xiaomi nhé, nó cũng rất là khác. Cái quả này là cái quả theo máy dành cho những cái máy của EcoVat. Đây, của EcoVat sản xuất. Và trên những cái con quốc tế, ví dụ như con Oppo
900, 920, 930 là trên những cái con tiệm cận cao cấp. Còn trên con cao cấp thì nó một cái quả pin rất là to như này, nó có một bo mạch bộ vệ riêng. Thì theo kinh nghiệm của mình thì cái việc thay mình sẽ có những cái cách kinh tế cho các bạn. Ví dụ như các bạn mua một cái quả pin lô nhé, thì rất là nguy hiểm. Cái điện áp nó không chuẩn thì có thể nó sẽ làm cho cái bo mạch nó bị hỏng và các con linh kiện bên trong nó hỏng. Nên khi các bạn tiết kiệm, các bạn mua một cái quả pin rẻ khoảng 200-300 nghìn, thì thứ nhất là cái tuổi thọ chắc chắn là các bạn chỉ sẽ dùng được khoảng tầm 5, may ra là được 5, thế là rất may mắn ấy. Không thì có khi nó vừa hỏng pin mà vừa hỏng cả các cái con linh kiện hoặc bo mạch ở trên con máy. Thì như thế tính ra là các bạn mua thế thì đắt, thà và các bạn chịu khó các bạn tìm những cái quả pin theo máy. Thì đây trên tay mình đang có một cái quả pin theo máy của Quang Vacuum bán với cái giá là 750 nghìn. Và một số các cái dòng theo máy khác thì mình cũng có thử và đặt về, thì mình có cũng giá cũng rơi vào khoảng tầm từ 5-700 nghìn, nhưng mà nó sẽ là theo máy luôn. Đây ví dụ như cái quả pin của Sắc này thì theo máy robot bụi của Sắc, và cái dòng pin này nó sẽ gắn cho rất là nhiều các loại hãng khác nữa. Thì theo kinh nghiệm và những cái lần mình thay thì mình đánh giá rất là tốt những quả pin này, vì rõ ràng đây là những quả pin theo máy, chất lượng bao giờ nó sẽ khác. Thì vấn đề bây giờ là làm sao mà để thay cái quả pin theo máy này, hay là thay cái quả pin này sang cho cái quả pin của Micha. Đầu tiên thì các bạn nếu mà các bạn không phải là dân kỹ thuật hoặc các bạn không phải là trong nghề, thì các bạn sẽ nhìn thấy quả pin này các bạn sẽ sợ là không thay được sang cho nhau, nhưng mà thực ra là rất là đơn giản. Coi như là cái quả pin này nó bị hỏng đi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ mua một cái quả pin y chang như vậy, nhưng mà cái connector nó sẽ khác, bạn không thể cắm vào đây được. Thì mình có hai cách, một là hàn trực tiếp, hai là mình sẽ tận dụng cái connector này. Thì mình sẽ tận dụng cái connector này bằng cách này. Bây giờ các bạn sẽ cắt cái này ra, và ở trên cái quả pin mà bạn cần thay ấy, đây bạn cũng cắt ra, và bạn chỉ cần đấu cái đầu đỏ vào đầu đỏ, đây đầu đỏ vào đầu đỏ này, đầu đen vào đầu đen, và đầu trắng vào đầu xanh. Đây, như thế này là xong. Còn ở đây mình sẽ sử dụng tạm một cái connector cắt từ cái quả pin của Roborock ra. Đây, mình cắt từ cái quả pin này ra. Thì giờ mình sẽ đấu cho các bạn xem nhé. Coi như là quả pin này hỏng đi, thì mình cắt cái connector ra, mình đấu. Bây giờ mình sẽ lấy cái quả pin này. Quả pin này nếu mà mình đánh giá chất lượng nó còn tốt hơn cả quả pin này, bởi vì là hai cái thương hiệu là Xiaomi và EcoVat, thì riêng EcoVat một trong những cái linh kiện mà rất là chất lượng của EcoVat đấy cũng chính là pin. Thường những cái máy đúng là máy mới hoặc là máy chính hãng của EcoVat thì thông thường là pin là cái thứ mà nó bền nhất, tức là con máy hỏng rồi nhưng mà pin vẫn chưa hỏng. Đấy, thường như thế. Còn các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình dùng cái máy EcoVat nó hay hỏng, thì các bạn phải xem lại cái xuất xứ hàng của mình. Có thể các bạn mua hàng trưng bày, hàng đóng lại, hàng chưa xuất xưởng, hoặc là hàng bị thay thế linh kiện. Thì ở đây các bạn sẽ cắt hết dây ra, thì cái connector này sẽ không dùng được này. Các bạn sẽ lấy cái connector của một cái đây, của chính cái này luôn, và các bạn đấu dây đỏ vào dây đỏ, dây đen vào dây đen, còn dây trắng thì bỏ qua, hoặc là dây trắng và dây xanh được. Đấy, thì ok, bây giờ mình sẽ cắt ra và đấu cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái dây đỏ này, đen này, ok, thêm cả dây xanh nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra ở đây nhé. Nó có ba cái dây liền nhau này, đỏ đen trắng. Thì đây cũng có là đỏ đen trắng, tuy nhiên là cái đầu dây này nó hơi khác. Đây, mình gắn vào và mình giải thích cho các bạn xem nhé. Ở đây mình cắm ấy. Đây. Mình cắm vào đây thì nó sẽ kết cấu như này. Thì bây giờ là cực dương là ở phía tay trái của mình, ngoài cùng, xong rồi đến cực âm và xong rồi đến cái dây bảo vệ. Bây giờ mình kéo ra này, mình để nguyên như thế nhé. Nếu mà bây giờ mình cắm cái này vào này,
thì nó lại hơi ngược. Đấy, có nghĩa là đây là dương này, đây là âm này, và đây là dây bảo vệ. Thế thì cái đầu connector này mình sẽ không cần quan tâm đến màu nữa, mình chỉ cần biết đây là dương này, nó hơi ngược một chút, cái này không quan trọng lắm. Còn nếu bạn cắt cái đầu này ra thì bạn sẽ đấu đúng cái màu dây này. Thì giờ mình sẽ cần một cái dây bọc, mình sẽ cắt cái dây màng co ra, dây co nhiệt. Rồi ở đây thì mình sẽ phải đấu đỏ vào đen, hơi ngược một chút như mình đã nói với các bạn rồi đấy. Đây, mình cho nó thật gọn vào để cho nó khỏi bị chập vào sang cái tín hiệu khác. Xong rồi các bạn dùng nhiệt để cho nó co lại. Khá là đơn giản, cái này mình cũng không cần phải dùng công cụ gì phức tạp cả. Đây. Rồi, dây đen thì ở đây. Dây đen thì lại mình sẽ nối vào với cái dây vàng. Chỉnh lại xem nào. Đỏ đen đúng không? Bây giờ mình sẽ cho dây co nhiệt vào tiếp. Thì một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến con này bị hỏng pin và bị chai pin và bị chết pin, thì ngoài chất lượng hoàn thiện của quả pin và cái tiêu chuẩn chất lượng của viên pin cũng như công nghệ của viên pin ấy, thì nó có một vấn đề nữa mà mình phát hiện ra là con này nó không có cái chế độ bảo vệ kéo dài tuổi thọ pin. Có nghĩa là khi mà các bạn để nó không ở đốc sạc, hoặc là đốc sạc bị lỏng, cái tiếp xúc đốc sạc bị lỏng thì nó sẽ bị xả pin mà nó cạn, thì dẫn đến là cái quả pin đó bị chai hoặc là chết luôn. Thì các bạn chú ý là luôn luôn để robot ở đốc sạc cho mình nhé. Thì đấy là cái cách mà tốt nhất ấy. Đấy thì mình chỉ cần đấu được hai cái dây. Đúng nhầm. Sorry. Phải đấu vào cái dây đen.